chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, với mong muốn tổ chức cho thiếu nhi được đón Tết Trung thu trong không khí vui tươi, bổ ích. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn phối hợp cùng tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức lễ hội trăng rằm Xin Lạc năm 2022. Thank you.
dân sinh sinh chơi những trò chơi cổ tích và mơ ước những điều tốt đẹp nhất. Bác hiểu rằng là điều cháu chúng ta đang làm cho nó trong cuộc sống có phải được cái gì cái bạn đang được cái đấy và chồng về sau các bác phải phải chú ơi đúng không cảnh nào chọn kêu như vậy các sản phẩm tiêu điều biểu của địa phương mâm cỗ được trang trí đẹp mắt và đầy ấn tượng. Thay mặt ban tổ chức lễ hội Trăng Rằm xứ Lạng năm 2022, trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị. Bây giờ trên tay của Hồng Quân và Thu Hà còn danh sách của 6 đơn vị đại diện của 6 mâm cỗ nữa. Và ngay bây giờ xin mời đại diện của trường mầm non Hoa Sữa bước lên phía trước. Xin mời đại diện Ủy ban Nhân dân phường Chi Lăng. Tiếp theo xin mời đại diện của Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thông. Chúng tôi xin thông báo lộ trình diễn diễu và rước đèn ngoài đường phố như sau. Đoàn diễn diễu sẽ xuất phát từ quảng trường đường Hùng Vương, sau đó qua cầu Kỳ Cục sang đường Trần Đăng Ninh, từ đường Trần Đăng Ninh sẽ vào đường Vinh Khai, sau đó qua đường Bắc Sơn sẽ sang đường Trần Phú, từ đường Trần Phú đoàn diễn diễu sẽ qua đường Bà Triệu sẽ vào đường Lý Thái Tổ, sau đó qua cầu Đông Kinh trở về quảng trường đường Hùng Vương. 23 mô hình đèn tại chương trình hôm nay sẽ tiếp tục được trưng bày tại 3 điểm gồm phố đi bộ Kỳ Lừa, công viên 17 tháng 10 phường Vĩ Trại và quảng trường đường Hùng Vương phường Chi Lăng vào ngày mai, ngày 10 tháng 9 năm 2022. Ban tổ chức kính mời nhân dân, du khách và các em thiếu nhi tham quan chụp ảnh lưu niệm.
Và bây giờ không để tất cả chúng ta chờ đợi lâu nữa, chúng ta cùng chào đón đội múa lân sư dòng của câu lạc bộ Go Vietnam thành phố Lạng Sơn sẽ dẫn đầu đoàn diễn diễu. Thiếu nhi niên nhi đồng thành phố Lạng Sơn là lớp măng non của thành phố, hy vọng với quan tâm của các cấp ủy đảng, ủy ban nhân dân, hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng như thành phố Lạng Sơn, các em thiếu nhi Lạng Sơn sẽ tiếp bước cho anh chăm ngoan học giỏi và xứng đáng là cháu ngoan của bác. Sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc, cùng đoàn kết chung tay xây dựng thành phố Lạng Sơn giàu đẹp. Chính vì vậy mà rồng tượng trưng cho sự quyền lực, quyền lãnh đạo tối cao. Truyền thuyết xưa kể lại, rồng là con của trời, có thể gây mưa, mang đến mùa màng bội thu, đàn vật sinh sôi, khí trời mát mẻ. Mô hình đèn với logo biểu tượng của thành phố Lạng Sơn và các bức tranh thành phố 20 năm xây dựng và phát triển với sự đổi thay rõ rệt của thành phố. Mô hình hai con rồng gắn với mô hình thành phố đang phát triển, biểu trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, khát vọng vươn lên, hội nhập và phát triển. Tiếp theo chúng ta cùng chào đón mô hình đèn bầu rượu mẫu sơn. Mô hình bầu rượu mẫu sơn của các đơn vị, đoàn công ty cổ phần cấp thoát nước, chi đoàn khối đảng đoàn thể thành phố, chi đoàn viện kiểm sát nhân dân thành phố, chi đoàn trung tâm phát triển quỹ đất, chi đoàn ban quản lý chợ Diễn Vương, công ty cổ phần y tế Phương Ngọc Lan, chi đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện Việt Nhật, công ty tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông, công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới và công ty Nhật Đại. Vâng, hy vọng với sự sáng tạo và với một mô hình rượu mẫu sơn này sẽ tô điểm cho lễ hội trăng rằm xứ Lạng năm 2022 thêm rực rỡ và ý nghĩa. Trường tiểu học Hoàng Văn Thụ sẽ cùng tô điểm thêm màu sắc rực rỡ của lễ hội trăng rằm xứ Lạng với chiếc lồng đèn quả đào mẫu sơn. Theo truyền thuyết xưa, đào được xem là một trong những loại trái cây quý hiếm của trời đất, bởi nó là biểu tượng của tuổi xuân, khi mà nó chỉ có mùa xuân mới đâm hoa. Nhiều vẫn tắt lên vẻ đẹp tối tó của loài cây miền núi phía Bắc. Hy vọng rằng chiếc đèn của trường tiểu học Hoàng Văn Thụ sẽ tô điểm thêm cho lễ hội trăng rằm nhiều màu sắc và ý nghĩa. Và tiếp theo
sau đây chúng ta cùng chào đón mô hình con gà trống của trường trung học cơ sở Tam Thanh. Gà trống là con vật đứng thứ 10 trong 12 con giáp trong quan niệm dân gian của dân tộc Việt Nam. Gà trống được coi là chiếc đồng hồ báo thức tự nhiên của người dân. Những chú gà trống quay về không chỉ hiện hữu trong cuộc sống mà còn đi vào những giá trị trong nền văn minh lúa nước của người Việt. Hình ảnh con gà trống cũng xuất hiện trong như những ước mơ về cuộc sống đầy đủ, ấm no của người dân tộc thôn quê, chốn thanh bình, dân dặn. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng mô hình đèn con hổ của Ủy ban Nhân dân xã Mai Pha. Hình tượng con hổ hay còn là chúa sơn lâm đã xuất hiện từ lâu đời và gắn bó với lịch sử của loài người, tượng trưng cho sức mạnh và sự uy linh. Hình ảnh con hổ còn nói về tiềm lực hùng mạnh cũng như sự trỗi dậy kinh tế, văn hóa, du lịch thành phố Lạng Sơn sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát. Đây là cách nói hình tượng dành cho nền kinh tế với tốc độ phát triển nhanh mạnh gắn liền với các chủ trương của thành phố về nâng cao chất lượng cuộc sống địa phương. Một đặc sản của quê hương xứ Lạng được trồng ở nhiều nơi nhưng nổi tiếng và đặc biệt hơn là quả na ở huyện Chi Lăng. Nếu có cơ hội đến với Lạng Sơn mùa này, đừng quên thưởng thức hương vị đặc biệt. Tiếp đàn diễn diễu sẽ là mô hình đèn phát vọng của trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Quý Đôn. Hoa hồi là sản vật đặc trưng của quê hương Lạng Sơn, có giá trị không chỉ về kinh tế mà còn đậm giá trị văn hóa tinh thần. Trong xứ Lạng năm 2022, trường tiểu học Vĩnh Trại mang đến một con thuyền chở đầy trăm giỏ hoa đào Lạng Sơn với sắc màu hồng tươi sáng, luôn cầu mong cho nhà nhà yên vui, mạnh khỏe, hạnh phúc. Năm xây dựng và phát triển của trường trung học phổ thông Việt Bắc. 2022-2023, trường trung học phổ thông Việt Bắc bước sang tuổi 75, ngôi trường ven sông Kỳ Cục đã đồng hành cùng lịch sử. Cái tên Việt Bắc đã trở thành điểm sáng của ngành giáo dục, là địa chỉ tin cậy của các bậc cha mẹ học sinh và nhân dân thành phố Lạng Sơn. Thế hệ giáo viên và như chúng ta sẽ cùng thưởng thức mô hình đèn hoa hồng của trường trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Đón đến Lạng Sơn để biến du lịch. Chiêm ngưỡng mô hình đèn con ong của Ủy ban Nhân dân xã Quảng Lạng. Xuất phát từ ý tưởng ca ngợi loài ong, một loài côn trùng có tổ chức xã hội cao, được tôn vinh với đức tính cần cù, chăm chỉ và đặc biệt là giúp thụ phấn hoa, duy trì những mùa hoa. Con voi do nhóm một thành đoàn thực hiện. Kể từ thời kỳ đồ đá, con voi đã được một chơi. Đối với những người con xứ Lạng, hương hồi đã trở thành ký ức ngọt ngào của tuổi thơ, từ trong giấc ngủ cho đến khi với mô hình trăng rằm xứ Lạng. Niềm vui mở hội đón trăng, trăng rằm xứ Lạng chị hằng xinh tươi, ánh trăng tròn vành vành gợi đến sự sung túc đủ đầy. Phường Đông Kinh lấy hình ảnh cái đàn tính để làm mô hình đèn trung thu, từ bàn tay khéo léo của người thợ thủ công. Từ những cây tre, tờ giấy, tưởng như vô tri đã được khéo léo tạo thành hình cây đàn tính rất chân thực, sống động. Qua đó hướng tới giá trị nhân văn, văn hóa truyền thống. Mô hình thỏ ngọc của Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Đồng. Mô hình đèn trung thu của xã Hoàng Đồng lấy ý tưởng từ chú thỏ. Mô hình đèn cột cờ phai về của trường tiểu học Đông Kinh. Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Lạng Sơn. Ánh sao lễ hội trăng rằm, hoa đào rượu ngọt ngỡ rằng mình say. Tết đoàn viên Tết sum vầy, thắp lên hạnh phúc đong đầy yêu thương. Chị sẽ là mô hình đèn kéo quân của trường tiểu học Tam Thanh. Đèn kéo quân, chiếc đèn gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ những người con đất Việt vào mỗi dịp trung thu. Đèn kéo quân là một trong những chiếc đèn mang nhiều ý nghĩa, tượng trưng cho sự hiếu thảo, tình yêu thương của những người con dành cho ông bà cha.
đổi thay sự vũ bão của nền kinh tế cũng như sự phát triển của khoa học công nghệ, những người con sinh làm những công dân. Con vật kể vai sắc thắng của con người, sông pha chạy bạc.